Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Duy Khánh. Duy Khánh có tên thật là Nguyễn Hữu Duy Khánh, sinh vào ngày 4 tháng 1 năm 1995, là một nam diễn viên điện ảnh, diễn viên hài kịch người Việt Nam. Ngoài công việc là diễn viên, Duy Khánh còn là VJ, MC cho các talk show truyền hình. Khán giả biết đến Duy Khánh qua những vai diễn già nữ vô cùng duyên dáng và hài hước. Duy Khánh đã được đánh giá cao khi mà đoạt giải quán quân của cuộc thi Gương mặt thân quen năm 2018 với những màn lột xác gây ấn tượng và dần khẳng định bản thân khi mà nhận được 3 chiếc cúp ngôi sao xanh trong 2 năm liên tiếp. Duy Khánh sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, gia đình gồm bố mẹ và em trai, sinh ra trong một gia đình không có truyền thống làm nghệ thuật, nhưng từ nhỏ anh đã sớm bộc lộ được năng khiếu và đam mê diễn xuất. Duy Khánh không được đào tạo qua trường lớp bài bản nào về diễn xuất, bản thân lại mắc bệnh xương trên tim hiểm nghèo. Cuối năm lớp 12, anh đã từng rơi vào trạng thái chết lâm sàng, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật định hình xương ở lồng ngực để duy trì mạng sống. Tuy nhiên, bằng đam mê và nỗ lực, sau 3 năm tập đứng, ngồi, đi, Duy Khánh đã hồi phục và bắt đầu con đường chinh phục nghệ thuật. Duy Khánh cũng là một trong những nghệ sĩ trẻ có lượng người theo dõi và quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội. Khởi đầu với nghệ danh Duy Khánh Dâu Râu thì anh đã bắt đầu bằng công việc làm người mẫu cho các tạp chí tuổi teen như Thế Giới Học Đường, T.vn, Mực Tím, MC cho các chương trình và một số vai phụ trong các bộ phim. Duy Khánh đã bắt đầu tham gia vào các cuộc thi tìm kiếm tài năng của tờ báo dành cho giới trẻ nổi tiếng nhất lúc bấy giờ là Hoa Học Trò. Anh đã được một số thành tích như giải nhì cuộc thi H2 Steen 2011.